Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục là hai ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh trên đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Hai ván cờ phế quân tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Lâm Bát Nhã phế xe, pháo mã chốt, đánh một xe. Sure.
吃 主峰 破相 主峰 吃鸡 军抽炮 将军 吃鸡
不草马将军。 吃。 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 吃。
Thiết Kỵ Thảo Mã Tướng Quân.
江。将军。跨脚马。在江。跨脚马，将军。吃鸡。吃。吃。Hết cờ đi, Lâm Bát Nhã đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Thẩm Tử Du, nghịch pháo, đối công nghẹt thở.
吃。 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 将军，将军出马。
Chơi chi? Chơi chi? Tướng quân. Hãy 破事 卧槽马, 将军 将军 吃 将军
吃。 将军。 吃鸡。 将军。 再将。
pháo năm bình bốn, chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.